Đây là đôi giày vẫn còn mới. Tuy nhiên thì cái đế của nó thì đã bị hỏng như thế này. Sau đây thì chúng ta sẽ xử lý đôi giày này để mà tái sử dụng nhé. Bởi vì là chất da của đôi giày này vẫn là tốt. Sau đây thì chúng ta sẽ xử lý cái đế này. Chúng ta sử dụng là keo 502 nhé. Và các bạn, chúng ta sẽ dán cái đế này vào. Sau khi mà chúng ta bôi keo 502 thì chúng ta sẽ ấn nó vào khoảng 10 giây. Chỉ cần vài giây giữ là nó sẽ kết dính lại với nhau luôn. Và chỉ cần vài giọt keo 502 thì chúng ta đã khắc phục được một đôi giày hỏng rất là nặng. Và bây giờ chúng ta cũng có thể là đi được vài tháng với đôi giày này. Khi mà giày hỏng thì các bạn đừng vội vứt đi các bạn nhé. Chúng ta vẫn còn tận dụng được. Khi chỉ mất 5-6 nghìn tiền mua keo 502 thôi. Chúng ta hãy tiết kiệm các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.